vừa thành tiên thần con cháu cầu ta đăng cơ chương 982, tiên đạo cuộc khởi, thiên đế kiếp số 2. Thiên đế đang muốn mở miệng, Khương Trường Sinh Lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn, tay phải cách không điểm đến cặp mắt của hắn. Một cổ trí nhớ khổng lồ tràn vào trong đầu thiên đế, khiến cho cả người hắn lâm vào trong hoảng hốt. Không biết đi qua bao lâu, thiên đế tỉnh lại, hắn nhìn xạ nhật thần cung trước mặt, trong miệng phun ra sáu chữ. Đại nghệ tru thế tiễn pháp. Hắn hít sâu một hơi, nhấc tay nắm chặt chui xạ nhật thần cung, trong lòng của hắn phun trào muôn vàng cảm xúc. Trong tử tiêu cung, Khương Trường Sinh ngồi xuống, mộ linh lạc đi tới, cảm khái nói. Tiểu tử này đều làm thiên đế, còn để chàng không bớt lo. Ai bảo hắn là con độc nhất của chúng ta, huống hồ, cũng nên cho hắn, hắn kiếp số đã xuất hiện. Khương Trường Sinh không thèm để ý nói, hắn đã thật lâu không dùng xạ nhật thần cung, giao cho Khương Tử Ngọc, để nó cổ vũ thiên đế, vì thế thiên đình cũng là vật tận kỳ dụng. Cảnh giới tu tiên của thiên đế gần với Khương Trường Sinh, đã đạp vào địa tiên cảnh, cũng là địa tiên duy nhất của công luân giới, mặc dù không có pháp bảo mạnh mẽ, cũng có thể quét ngang thiên nguyên cực võ cảnh, bây giờ có được xạ nhật thần cung, thực lực hắn tất nhiên tăng trưởng gấp bội. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp đạo, đại thừa, tán tiên, địa tiên, thiên tiên, thái ức cảnh giới. Dựa theo tu tiên giới khảo thí, đại thừa cảnh đã có thể địch lại cảnh giới võ đế. Khương Tử Ngọc là Khương Trường Sinh sau khi thành tiên sinh ra, thiên tư vô song, lại là thiên đế, hắn khởi đầu và nắm giữ tài nguyên vượt xa Khương Trường Sinh vừa mới bắt đầu, tốc độ tu luyện của hắn tự nhiên rất nhanh. Đáng nhắc tới chính là Khương Trường Sinh trên thực tế lớn hơn Khương Tử Ngọc 300 tuổi, tương đương với thời gian lần này bế quan. Nói tóm lại, Tốc độ tu luyện của Khương Tử Ngọc vẫn không sánh bằng Khương Trường Sinh, tiên đạo mở ra hơn 1.000 năm, Khương Trường Sinh mới hơn 2.800 tuổi, lúc cùng một giai đoạn, Khương Trường Sinh đã bước vào thái ất cảnh, vượt qua Khương Tử Ngọc hai đại cảnh giới. Bất quá cái này cũng như thường, tiên đạo chính là đạo thống của Khương Trường Sinh, tu tiên giả đều là dựa vào khí vận cùng truyền thừa của hắn, há có thể tu luyện được nhanh hơn hắn. Bất tri bất giác, khoảng cách lần trước đột phá đã qua hơn 1.400 năm, thật nhanh trong lòng Khương Trường Sinh cảm khái, thái ức thiên của đạo Pháp tự nhiên công bác đại tinh thâm, hắn thậm chí hoài nghi số lượng cảnh giới trong thái ức cảnh còn nhiều hơn cả hắn tưởng tượng, cho nên hắn chậm chạp không có đột phá. Hơn 300 năm đi qua, giá trị hương hỏa bản thân hắn tăng lên không ít, đủ để thấy tiến bộ của hắn, tu vi của hắn cũng không có đình trệ. Kiếp số Kiếp số gì? Mộ Linh Lạc khẩn trương hỏi, mặc dù thiên đế đã một mình đảm đương một phía, nhưng trong lòng nàng Hắn vĩnh viễn là hài tử. Khương Trường Sinh trả lời: Người đều có kiếp số, chớ có hỏi nhiều, để chính hắn trải qua, Thiên Đình cũng là như thế. Hắn đã suy tính đến mấy lần kiếp số tiếp theo của Thiên Đình, có đến từ kiếp nạn trong Côn Luân giới, có kiếp nạn đến từ thiên ngoại, hắn cũng không để ý, có hắn ở đây, Thiên Đình không có khả năng vong, nếu thật xuất hiện tồn tại mạnh mẽ hơn hắn, hắn cũng không tính được. Mộ Linh Lạc vì Thiên Đế mà sầu lo sau khi nàng thu thập xong tâm tình tò mò hỏi kiếp số của ta là cái gì khương trường sinh đưa tay đưa nàng kéo đến đại đạo càng nguyên thần tọa trên ôm lấy nàng cười nói nàng đi theo bên cạnh ta vì sao lại có kiếp số kiếp số của ta chính là kiếp số của nàng hàng năm tu luyện trong tử tiêu cung cảnh giới tu tiên của mộ linh lạc một mực thuộc về cấp độ nhất lưu trong tiên đạo lúc nào cũng có thể đuổi kịp thiên đế khó được nghe khương trường sinh nói lời như vậy mộ linh lạc tự nhiên cảm thấy ngọt ngào hai người rút vào nhau hưởng thụ lấy thời gian thân mật khó có được đến mức bạch long đã bị bọn hắn bỏ qua trò chuyện trong chốc lát khương trường sinh phát hiện mộ linh lạc cảm thấy rất hứng thú về kiếp số hắn nói tới tò mò hắn như thế nào biết được kiếp số khương trường sinh không có giấu giếm bắt đầu chỉ bảo nàng tiến hành tu hành nhân quả chi đạo trong quá trình chỉ bảo Khương Trường Sinh phát hiện mình nhìn nhận về nhân quả rõ ràng hoàn toàn khác biệt dĩ vãng, hắn đã có thể sơ bộ trưởng khống lực lượng nhân quả của côn luân giới. Trách không được những đại năng tiên đạo ưa thích giảng đạo, không chỉ là vì truyền đạo, cũng là trợ giúp mình cảm ngộ đạo Pháp. Tin tức thiên đế nhận được xạ nhật thần cung của đạo tổ đột nhiên truyền ra khắp thần du đại thiên địa, lại truyền khắp tu tiên giới. Nguyên nhân gây ra là tiên thần thiên đình thông qua vạn giới môn lịch luyện đắc tội một phương vạn cổ cường tộc, tiên thần bị nhốt, thiên đế tự mình tiến đến nghĩ cách cứu viện, tay hắn cầm xạ nhật thần cung, tru sát ba võ giả chí hư triệt võ cảnh đã thân hóa hư không. Chuyện này để sĩ khí thiên đình phóng đại. Đám võ giả thần võ giới nghe nói việc này, đều giật mình. Trong nhận thức của bọn hắn, võ giả khi thân hóa hư không thì rất khó bị giết chết, thiên đế vậy mà có thể liên sát ba tôn chí hư triệt võ. Chuyện này để bọn hắn ý thức được tiên đạo không chỉ có đạo tổ, càng ngày càng nhiều cường giả tiên đạo đang cuộc khởi thiên đình, trong vườn bàn đào. Bệ hạ, cho ta xem xạ nhật thần cung với. Lữ thần châu trà sát hai tay, hưng phấn nói, thất minh vương, diệp chiến cũng tới, đều là một mặt hưng phấn. Thiên đế ngồi trước bàn đá, tay phải vung lên, xạ nhật thần cung trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh, hắn bình tĩnh tự nhiên uống trà, mặc cho lữ thần châu ba người vuốt vuốt xạ nhật thần cung. Pháp bảo thật bá đạo. Nó mạnh hơn pháp bảo mà thiên đình tự mình rèn đúc hơn rất nhiều bên trong có rất nhiều cấm chế, trách không được mạnh mẽ như thế. Cũng không biết xạ nhật thần cung mạnh, hay là thiên địa bảo giám càng mạnh. Nghe ba người nghị luận, thiên đế nhếch miệng lên, không ức chế được cao hứng. Bệ hạ, vũ tộc thật không đơn giản, dù cho minh tộc ta đều phải lễ nhượng bọn hắn ba phần, bọn hắn bá đạo đã quen, bây giờ bị ngài bắn giết ba vị đệ tử, vũ tộc sẽ không bỏ qua. Thất Minh Vương quay người nói với thiên đế, vẻ mặt nghiêm túc thiên đế lại rót cho mình một ly trà nói vũ tộc không sẽ bỏ qua thiên đình cũng như thế vũ tộc tru diệt mười mấy vị tiên thần của thiên đình trong đó bao gồm cả một vị chính thần trẫm giết ba người hắn lại như thế nào sau khi chính thần thiên đình chết hồn phách vẫn có khả năng thông qua phong thần bản chuyển thế phục sinh nhưng tiên thần khác không thể vạn giới môn liên tiếp rất nhiều thiên địa gặp được vạn cổ cường tộc đều sẽ cho côn luân giới một ít mặt mũi duy chỉ có vũ tộc khác biệt thậm chí chủ động làm khó thiên đình trong lúc tranh đấu trước tiên tru diệt tiên thần thiên đình chuyện này để thiên đế đến nay nhớ tới thì mắt đã dâng trào sát ý lữ thần châu buông ra xạ nhật thần cung trong tay nhìn về phía thiên đế nói trong ba ngàn thiên địa vạn cổ cường tộc rất nhiều nhưng vũ tộc khác biệt là một trong vạn cổ cường tộc có lịch sử dài lâu nhất số lượng vạn cổ cự đầu không biết bao nhiêu trong tộc bọn hắn giao thiệp của hắn trong thần võ giới càng khó có thể tưởng tượng nếu như thật sự vũ tộc kiếm chuyện chỉ sợ sau lưng có ý của thần võ giới diệp chiến không có tham gia bọn hắn nói chuyện ngắm nghía xạ nhật thần cung yêu thích không buông tay trước đó cùng vong trần đại tiên luận bàn hắn mặc dù không có sử dụng niết bàn chí nguyên công nhưng thiên địa bảo dám mạnh mẽ xác thực trung động hắn khiến cho hắn trông mà thèm pháp bảo của đạo tổ chuẩn xác mà nói toàn bộ tu tiên giới không có người không thèm pháp bảo của đạo tổ thiên đình cũng có phe phái trẫm nhầm vào chẳng qua là vũ tộc cũng không phải thần võ giới các ngươi cũng như thế trong lòng vô luận nghĩ như thế nào ngoài miệng chỉ có thể nói như vậy thiên đế bình tĩnh nói lữ thần châu thất minh vương nghe được lời này gật đầu ở lâu trong thiên đình bọn hắn cũng phát hiện vị thiên đế này rất có tài năng ngoại trừ tư chất tu tiên cử thế vô song ra thủ đoạn và lòng dạ của hắn cũng vô cùng sâu khó có người có thể so sánh lữ thần châu cười lạnh nói nếu bệ hạ có quyết tâm ta cũng phải đụng đụng vũ tộc một chút đã sớm muốn thử xem viễn cổ thần lực của vũ tộc thất minh vương đi theo lộ ra nụ cười dữ tợn lập công cho thiên đình thành lập đại công đức có lẽ có thể trở thành vị vong trần đại tiên kế tiếp nhận được chí bảo của đạo tổ trong lòng thất minh vương tất giấu giả tâm như thế mà lữ thần châu cũng gần như vậy hai người bọn họ cũng sẽ không trung thành tuyệt đối cho một phương thế lực chỉ muốn nỗ lực vì chính mình mạnh lên trong hư không vô tận, sâu trong bóng tối, một tia sáng màu đỏ lao nhanh đến, hình thành một con đường màu vàng kim, trong không thấy đầu nguồn. Trên đường lớn màu vàng sáng chói, có lần lượt từng bóng người đi tới, có bóng người, có thú ảnh, người lớn như núi cao, bọn hắn duy trì bộ pháp thống nhất tiến lên, như bầy kiến mênh mông đi về phía trước. Phía sau đại quân, một tôn thân ảnh vĩ ngạn nổi lơ lửng tiến lên, đây là một nữ thân vô cùng to lớn, hai chân trần trụi, khoác trên người giáp vàng, lộ ra vòng eo trắng nõn, bốn tay kéo ra, đều nắm một tia sáng, đầu đội mũ vàng, trên quang là một gốc cây vàng, cành rất rậm rạp, không có lá cây, một đầu ánh sáng màu trắng che đậy hai mắt của nàng. Để nàng tạo cho người ta cảm giác thần bí mà trang nghiêm. Con đường lớn màu vàng còn đang kéo dài tới, chiếu sáng hư không dọc đường, một phương đại thiên địa hiển lộ ra, lần lượt từng bóng người bay ra, nhìn đại đạo màu vàng kim thật lớn phương xa, bọn hắn đều bị hù dọa đó là cái gì? Chẳng lẽ là sinh linh trong hệ thống đại đạo khác? Vạn đạo thế gian thật sự bức ra rất nhiều tồn tại không biết. Cẩn thận một chút, là địch hay bạn, chưa biết được. Bọn hắn cách chúng ta càng ngày càng gần. Những người tu hành đại đạo tại đây lên tiếng nghị luận, con đường lớn màu vàng kim không ngừng tiến lên, phương hướng tiến lên rõ ràng là đại thiên địa chỗ của bọn hắn. Dừng lại. Một tiếng hét to truyền đến, trời đất phun trào sóng khí cuồn cuộn, hình thành một gương mặt khổng lồ đầy uy nghiêm nhìn hầm hầm con đường lớn màu vàng kim nữ tử bốn tay phía sau con đường lớn màu vàng kim bỗng nhiên nâng lên một cánh tay ném ra chùm sáng trong tay chùm sáng dùng tốc độ cực nhanh đánh tan gương mặt khổng lồ bằng sóng khí theo đó rơi vào trong thiên địa đại thiên địa bát ngát ở trước mặt chùm sáng này cũng không có lộ ra to lớn trực tiếp bị chùm sáng đánh xuyên ngay sau đó thiên địa co vào bị hút vào chùm sáng đại thiên địa trong mấy tức thời gian đã biến mất không thấy gì nữa. Những cái người tu hành đại đạo còn dừng lại ở trong hư không đều trợn mắt hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa hay, bản tôn cần trí nhớ của các ngươi. Một giọng nữ đạm mạc vang lên, trùng sáng hấp thu đại thiên địa đột nhiên thay đổi hướng đi, dùng tốc độ mà những người tu hành đại đạo kia khó mà phản ứng bay nhanh tới, thu bọn hắn vào. Hư không khôi phục yên tĩnh. Ngắn ngủi không đến năm hơi thời, một phương đại thiên địa không còn sót lại chút gì. Nữ tử bốn tay đưa tay tiếp được trùng sáng, lại khôi phục tư thái trước đó. Con đường lớn màu vàng kim còn đang kéo dài tới phía trước, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Tuyên đạo năm 999, thiên cảnh sắp nghênh đón kỳ hạn ngàn năm, biểu thị lần thứ tư phong thần sắp đến. Tuyên đạo thiên tử cũng là vị thiên tử thiên cảnh thứ hai tại vị ngàn năm, thiên cảnh lại trở nên náo nhiệt, nhưng nhân gian lại nghênh đón rất nhiều phiền toái trong quân luân giới cũng có không ít vận triều mạnh mẽ, ít nhất thiên cảnh không coi là tồn tại mạnh mẽ duy nhất trong vận triều nhân tộc, dựa vào cái gì chỉ có thiên cảnh có thể phong thần. Trong lúc nhất thời, từng vận triều cường thịnh bắt đầu tấu lên thiên đình, cũng có vận triều thậm chí đi cầu trợ vong trần đại tiên. Trong tử tiêu cung, Khương Trường Sinh còn đang giảng giải nhân quả chi đạo cho mộ linh lạc, lần này giảng đạo đã kéo dài mấy chục năm, mộ linh lạc cũng dần dần có thể cảm nhận được nhân quả tồn tại, mà Khương Trường Sinh thì cũng cố lý giải về nhân quả, trưởng khống lực lượng nhân quả công luận giới càng mạnh. Một ngày này, Khương Trường Sinh dừng lại, mà mộ linh lạc ngồi bên cạnh hắn, còn đang tắm ở trong cảm ngộ nhân quả. Giảng đạo còn như vậy, nếu luận đạo với người khác, chẳng phải càng có thể tăng tiến cảm ngộ quy tắc. Khương Trường Sinh thầm nghĩ, hiện thời trên đời không người có thể luận đạo cùng hắn, hắn chỉ có thể thông qua công năng đạo thống phản thần bất quá hắn cần tích lũy nhiều hơn điểm giá trị đạo thống nhân quả như thế thì mới có thể đi tới đạo tràng mạnh hơn khương trường sinh không có quấy rầy mộ linh lạc hắn đứng dậy bắt đầu chuyển động gân cốt tu vi của hắn căn bản không cần chuyển động gân cốt đây chỉ là thói quen của hắn để cho hắn còn nhớ rõ mình đã từng là phàm nhân hắn một bên chuyển động gân cốt một bên diễn toán người mạnh nhất trong từng phạm vi người mạnh nhất trong phạm vi đã biết vẫn như cũ là 20 thiên đạo giá trị hương hỏa, xem ra phạm vi hương hỏa diễn toán đã bao trùng thần võ giới. Người mạnh nhất trong phạm vi hư không vô tận đã biết là năm thiên đạo giá trị hương hỏa, xem ra vạn đạo thế gian kích thích không ít cường giả xuất thế. Sau khi diễn toán, Khương Trường Sinh nhìn về phía nhân gian. Phong dục vậy mà lưu tại cung luân giới tu tiên, cái này khiến hắn có chút phiền muộn. Hắn đưa hỗn nguyên thần phù vào trong cơ thể của phong dục, chính là hy vọng hỗn nguyên thần phù có thể hấp thu quy tắc chi lực khác biệt, hiện tại tốt rồi, hồn nguyên thần phù trở về. Hắn bắt đầu lưỡng lự, muốn hay không thu hồi hỗn nguyên thần phù lại. Nếu chỉ là ở trong côn luân giới, không cần thiết đặt hỗn nguyên thần phù ở trong cơ thể người khác. Khương Trường Sinh nhìn chầm chầm phong dục, bắt đầu bấm đốt ngón tay tính nhân quả của hắn, rất nhanh, lông mày đang nhăn lại của hắn giãn ra. Còn tốt, Tiểu tử này chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi cung luân giới, mà mệnh số của hắn sẽ trở nên mơ hồ, cũng không có trở lại thần võ giới. Điều này nói rõ tiểu tử này có thể sẽ lang thang hư không vô tận. Thương Trường Sinh nhìn về phía Thiên Đình. Phong Thần Đại Điển đã toàn quyền giao cho Trần Lễ xử lý, Thiên Đế đang thương lượng cùng thần võ giới, nhằm vào chính là mâu thuẫn giữa Thiên Đình và vũ tộc. Hai bên đều có người tử vong, vũ tộc cần Thiên Đình bồi thường cho tổn thất trong vạn giới môn nếu không thì thề không bỏ qua, mà thái độ của thiên đế rất cường ngạnh, hy vọng thần võ giới đừng nhúng tay vào mâu thuẫn giữa hai bên, giao cho bọn hắn tự mình giải quyết. Thần võ giới vì không đắc tội hai bên, chỉ có thể vừa đi vừa về cải cọ thuyết phục, nhìn như thuyết phục, kỳ thực thổ lộ chính là lập trường vấn đề của thần võ giới, đứng ở giữa. Người mạnh nhất vũ tộc mạnh bao nhiêu? Khương Trường Sinh ở trong lòng diễn toán, hắn đã phong mang tất lộ, vũ tộc còn dám tới phạm, quả nhiên cuồng vọng cần tiêu hao 11 thiên đạo giá trị hương hỏa, có tiếp tục hay không? Không. 11 thiên đạo giá trị hương hỏa. Vượt qua vạn cổ cự đầu. Khá lắm. Khương Trường Sinh đột nhiên cảm thấy của mình coi thường những vạn cổ cường tộc kia, trong vũ tộc vậy mà có dấu tồn tại có thể so với đại hàng thiên, trách không được không kiên nể gì như thế, trách không được thần võ giới cũng không thể không nể tình. Vị cường giả này rõ ràng vừa trở về. Trong khoảng thời gian này, Khai quan thánh võ cảnh trong huyền hoàng đại thiên địa càng ngày càng nhiều, hắn theo thứ tự diễn toán, tồn tại mạnh thứ 457 vừa đi đến cánh cửa thấp nhất của khai quan thánh võ. Sau khi chuyển động xong gân cốt, Khương Trường Sinh lần nữa ngồi xuống, hắn cầm lấy trảm tiên hồ lô, đem thần niệm thăm dò vào trong đó. Hồn phách của đại chu thiên thần đế còn bị phong ấn ở trong đây, Khương Trường Sinh cố ý lưu lại, chính là vì đọc trí nhớ, càng hiểu rõ sâu hơn về hư không vô tận. Trí nhớ của Đại Chu Thiên Thần Đế vô cùng to lớn, hắn phải dùng năm tháng dài đằng đẵng đi tìm hiểu, quá trình này có khả năng cắt ra từng đoạn, không cần thiết duy nhất một lần hiểu rõ xong. Bên trong trạm tiên hồ lô có cấm chế rất cường đại, hồn phách của Đại Chu Thiên Thần Đế đã lâm vào trạng thái hỗn độn, không có ý thức, không có bản năng, mặt hắn xử trí. Đạo thống của Đại Chu Thiên Thần Đế tên là Thần Đạo, khiến cho Khương Trường Sinh kinh ngạc chính là Đại Chu Thiên Thần Đế cũng không phải người thừa kế của các đại đạo, hắn chẳng qua là một người tu hành của thần đạo mà thôi. Thần đạo cuồn cuộn, khoảng cách đến huyền hoàng đại thiên địa cực kỳ xa xôi, Khương Trường Sinh càng xem càng kinh ngạc. Thần đạo đại thiên địa vậy mà không kém hơn huyền hoàng đại thiên địa, giấu ở một chỗ khác trong hư không vô tận, trong năm tháng dài đằng đẵng, thần đạo đại thiên địa điều động qua vài lần đại quân xâm lấn huyền hoàng đại thiên địa, đều bị thần võ giới đánh lui. Ở trong lịch sử, thần đạo đại quân tự xưng thần đạo, thần tộc, cũng lưu lại rất nhiều truyền thuyết trong Huyền Hoàng Đại Thiên Địa. Đại Chu Thiên Thần Đế sở dĩ cấu kết cùng Đại Kiếp Tà Số chính là là bởi vì thần đạo có người tính tới Đại Kiếp Tà Số tồn tại, Đại Kiếp Tà Số rơi vào gần võ đạo, ảnh hưởng đến không được thần đạo xa xôi, mà Đại Chu Thiên Thần Đế là người mà thần đạo sai phái tới phá hủy võ đạo, hắn giả mạo người thừa kế của các đại đạo. Gia nhập vào đội của Mạc Vọng chính là vì phá hủy thần võ giới. Sau khi thấy quy luật Đại Kiếp Tà Số mạnh lên, thuận thế mà làm. Khương Trường Sinh đi tắm trong đó, hắn phát hiện rất nhiều chiêu thức của thần đạo cùng loại với thần thông, mạnh mẽ vô song, bọn hắn mạnh mẽ căn cứ vào giai đoạn trưởng thành, không cần tu luyện. Sống càng lâu thì càng mạnh. Đây chính là nguyên nhân bọn họ tự xưng là thần, bọn hắn bẩm sinh đã có được lực lượng cường đại. Bất quá Khương Trường Sinh cũng nhìn ra nhược điểm của thần đạo. Thiên phú của sinh linh thần đạo mạnh mẽ, lại bị thiên phú hạn chế thân thể cường giả chỉ có thể thân thể mạnh mẽ kẻ thần lực mạnh chỉ có thể thần lực mạnh mẽ hồn phách mạnh mẽ người cũng giống như thế thông qua trí nhớ của đại chu thiên thần đế khương trường sinh hiểu rõ rất nhiều tình báo những tin tình báo này có thể trợ giúp hắn về sau đối mặt với cường giả thần đạo hắn không có chậm trễ quá nhiều thời gian hai ngày sau đã thu hồi thần niệm tiếp tục tu luyện thần đạo cách huyền hoàng đại thiên địa rất xa xôi tạm thời lực không nổi sóng gió nhất là Đại Chu Thiên Thần Đế đã đền tội, uy hiếp của thần đạo trong thời gian ngắn sẽ không quay đầu trở lại. Đại Chu Thiên Thần Đế chạy đến từ thần đạo, cho dù lợi dụng cực cảnh, cũng dùng thời gian trăm năm, đủ để thấy hai mảnh đại thiên địa cách nhau bao xa. Theo hắn bắt đầu tu luyện, Tử Tiêu cung lâm vào bên trong An Tĩnh. Sau khi lần thứ tư phong thần kết thúc, số lượng thiên binh thiên tướng thiên đình phóng đại, lần này rõ ràng bị vũ tộc kích thích, thiên đình điều động 20 vạn thiên binh rút đi hơn phân nửa cao thủ tu tiên của thiên cảnh, tu tiên giới. Trong một đoạn thời gian dài về sau, tiên thần thiên đình đi vào vạn giới môn lịch luyện, nhiều lần gặp phải vũ tộc tập kích, thiên đế bắt đầu cấp cho tu tiên giới về danh ngạch tham gia vạn giới môn, tiên thần có thể bỏ ra điểm cống hiến tiến vào vạn giới môn, mà sinh linh hạ giới chỉ có số lần sử dụng cùng với danh ngạch tiến vào. Tuy có người một đi không trở lại, nhưng đại bộ phận sinh linh đều không dám một mình xông xáo hư không, Thu hoạch được cơ duyên sau liền nhanh chóng trở về. Thời gian dần qua, sự lợi hại của vạn giới môn truyền ra khắp tu tiên giới, vạn giới môn sẽ thông đến tất cả thiên địa ngẫu nhiên, đều là địa phương có cơ duyên, miễn là còn sống trở về, đều sẽ không thua thiệt. Nhưng rất nhanh đã xuất hiện chuyện tu sĩ tu tiên giới bị vũ tộc tập kích, Vong Trần Đại Tiên bởi vậy bị cuốn vào trong đó. Một ngày này, Vong Trần Đại Tiên được mời đi vào thiên đình, gặp mặt Thiên Đế tại vườn bàn đào thiên đế bệ hạ, ngài thật đúng là thủ đoạn cao cường. Vong trần đại tiên mang theo u oán nói, thiên đế dùng chính là dương mưu, hắn không thể trách thiên đế. Thiên đế rót rượu cho hắn, nói. Trẫm cũng không thể tránh được, vũ tộc để mắt tới côn luân giới, nếu như thiên đình bị vũ tộc đánh tan, vũ tộc há có thể bỏ qua như vậy. Vong trần đại tiên cực đầu nói. Vũ tộc xác thực quá phận, ta sẽ ra tay, chẳng qua một khi thiên địa bảo dám rời đi côn luân giới, quy lực sẽ không có mạnh như vậy. Cũng không phải, Thiên Địa Bảo Giám không có cực hạn, vạn giới môn vừa hay trợ giúp ngươi tăng lên Thiên Địa Bảo Giám. Thiên Đế lắc đầu nói, ngữ khí khó nén hâm mộ. Xạ Nhật thần cung tuy mạnh, nhưng không toàn diện bằng Thiên Địa Bảo Giám, Thiên Địa Bảo Giám có thể công có thể phòng, hơn nữa còn có thể không ngừng mạnh lên. Vong Trần Đại Tiên suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy có lý, hắn không thể ngồi mát ăn bát vàng, mà muốn trợ giúp Thiên Địa Bảo Giám mạnh lên từ đó bảo hộ côn luân giới tốt hơn. Thiên đế đưa tay, bên trong những trữ vật bay ra từng quyển trục, rơi trên bàn. Trong này ghi lại tình báo cường giả vũ tộc đang sôi nổi ở các phương thiên địa, người ghi nhớ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Phong trần đại tiên gật đầu, cầm lấy quyển trục, bắt đầu cẩn thận đọc. Đây chỉ là một ảnh thu nhỏ, tứ thánh đại nguyên soái tam thập lục thiên cương đại tướng quân, thất thập nhị địa sát đại tướng quân, tất cả đều đang trù bị chiến tranh thiên đình không muốn lại bị động, bọn hắn muốn kế hoạch một trận báo thù. Đây là chiến tranh côn luân giới lần đầu tiên chân chính gặp phải, từ khi côn luân giới sinh ra đến nay, hơn 2.000 năm, còn chưa từng khai chiến quy mô với ngoại địch. Tin tức truyền đến bên trong thần du đại thiên địa, số lượng lớn tín đồ bắt đầu tự phát tham chiến. Vũ tộc rất mạnh, nội tình của bọn hắn là toàn bộ côn luân giới đều không thể so được, nhưng thiên đình đối mặt có phải toàn bộ vũ tộc hay không, Muốn hồ còn có đạo tổ làm chỗ dựa, các tính đồ tràn ngập lòng tin, thậm chí muốn chứng minh cho võ đạo rằng tiên đạo lợi hại. Nhưng cung luân giới và vũ tộc chiến tranh còn muốn dài hơn trong dự đoán của bọn hắn. Thiên đế, vong trần đại tiên cùng nhau rù hoạch một cuộc chiến tranh, nương tựa theo các chính thần thiên đình cùng lực lượng pháp bảo của đạo tổ, tiêu diệt hết một nhóm võ giả vũ tộc, khiến cho ân quán hai bên tiến vào giai đoạn không ngừng không nghỉ. Thời gian nhanh chóng trôi qua tên vũ tộc dần dần truyền ra khắp công luân giới theo lời đồn biến thành thiên ngoại tà ma không đến trăm năm truyền khắp tu tiên giới mọi người đều biết chỉ vì có võ giả vũ tộc thông qua vạn giới môn tiến vào công luân giới cũng có cải trang thành tiên thần có phong thần bản cũng có thể thẩm định thân phận tiên thần nhưng bên trong vạn giới môn còn có tu sĩ tu tiên giới bản thân bọn hắn không quan hệ gì với phong thần bản thoáng chớp mắt khoảng chừng trăm năm đi qua Mộ Linh Lạc cuối cùng tỉnh ngộ lại từ bên trong cảm ngộ nhân quả chi đạo, Khương Trường Sinh trước tiên phát giác được, đi theo mở mắt, hỏi thăm nàng cảm thụ như thế nào. Ta đã có thể cảm nhận được nhân quả tồn tại, nhưng không thể chưởng khống nó, mặt khác, ta cảm thụ một cổ lực lượng khác càng thêm khắc sâu. Mộ Linh Lạc biểu lộ cổ quái nói, Khương Trường Sinh nghe nói vậy truy vấn nàng cảm nhận lực lượng gì. Mệnh số, là lực lượng tồn ở trên người mỗi một vị sinh linh nhưng không giống với nhân quả bất cứ lúc nào đều biến hóa, mệnh số là không thể thay đổi, chúng sinh đều có mệnh số, sinh lão bệnh tử chính là mệnh số rõ ràng nhất, bất quá ta còn không thể nhìn thấu mệnh số của các tiên thần thiên đình. Nghe được mộ linh lạc trả lời, Khương Trường Sinh thấy ngoài ý muốn. Hắn cho giảng đạo nhân quả cho mộ linh lạc nghe, kết quả nàng lại lĩnh ngộ mệnh số. Mệnh số không thể đổi, chẳng lẽ là vận mệnh chi đạo. Khương Trường Sinh tiếp tục hỏi thăm. Mộ Linh Lạc biết gì nói nấy, nói hết ra hết thảy cảm thụ của mình. Đợi nàng nói xong, Khương Trường Sinh cũng không cách nào theo cảm thụ của nàng đi cảm ngộ vận mệnh chi đạo. Có lẽ mỗi người đều có đại đạo thích hợp bản thân, bởi vì cái gọi là đại đạo tam thiên, ba ngàn đại đạo bao gồm tất cả tồn tại. Trường Sinh ca ca, ta cuối cùng có thể hiểu rõ vì sao chàng có thể bế quan lâu như vậy, bên trong ngộ đạo xác thực không cảm giác được thời gian trôi qua, ta về sau cũng có thể giống như chàng, không hỏi xuân thu chỉ hỏi đại đạo mộ linh lạc cao hứng nói ánh mắt nhìn về phía khương trường sinh tràn ngập thần thái nàng đột nhiên cảm thấy mình cuối cùng đuổi kịp khương trường sinh không phải đuổi kịp thực lực mà là con đường đi tới khương trường sinh vuốt vuốt mái tóc dài của nàng cười nói nàng không còn lo lắng cho con trai nữa à con cháu tự có phúc của con cháu huống hồ ta biết được khi có chuyện hắn không giải quyết được ta sẽ bảo chàng hỗ trợ ý nghĩa của ta dành cho hắn không lớn, còn không bằng nỗ lực ngộ đạo, sớm ngày cùng ngươi đối mặt kiếp số. Mộ Linh Lạc nghiêm túc trả lời, cả người nàng đầy hăng hái. Chẳng biết tại sao, Khương Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến vị nữ tử bạch y vệ một mình đối kháng hoàng quyền ở Kinh Thành hơn 2.000 năm trước kia. Có lẽ chính là nàng ở trong luân hồi lần nữa tìm tới ta, đánh võ vận mệnh của ta, mới để cho ta thu hoạch được cảm giác về mệnh số. Mộ Linh Lạc cười tươi như hoa, khi nói chuyện Nàng đưa tay kéo lại cổ Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh lúc này đánh tới một đạo phong ấn cho Bạch Long đang ngủ say, ngăn cách tất cả giác quan của Bạch Long. Cửu Trọng Thiên, Lăng Tiêu Bảo Điện, tiên thần tụ tập. Thiên đế ngồi cao trên long ỷ, nhìn xuống đại điện, đi qua trăm năm chém giết cùng vũ tộc, nhóm tiên thần đã lục xác, có một chút chính thần đã không còn, bất quá có phong thần bản, bọn hắn có khả năng vô hạn phục sinh, chẳng qua cần thông qua luân hồi một lần nữa tu luyện thân thể cũng có chút tiên thần chuẩn bị luyện hồn. Bớt đi con đường thân thể. Vạn giới môn mở ra đã bao nhiêu năm, lại thêm kết giao cùng thần võ giới, các ngươi vậy mà tìm hiểu không ra một chút tin tức tình báo gì về con đường màu vàng kia kia. Sắc mặt thiên đế rất khó coi, trong ngữ khí ẩn chứa tức giận. Theo hắn nổi giận, khí vận ở trên người hắn ngưng tụ ra chính đầu khí vận chân long, im ắng gầm thét, tư thái rất khoa trương. Thiên quân Dương Chinh chấp tay nói, Bệ hạ, thần và thần võ giới đã nói chuyện, thần võ giới càng căng thẳng hơn chúng ta, dựa theo bọn hắn đánh giá, mục tiêu cuối cùng nhất của con đường lớn màu vàng chính là 3.000 thiên địa, gần đây vũ tộc tan biến, chắc có quan hệ với kim sắc đại đạo kia, thần thăm dò một cái tên, tất liễu thần tôn. Nghe nói thao túng đường lớn màu vàng chính là tất liễu thần tôn, mấy năm trước nàng đã cách không truyền cho thần võ giới truyền một tin tức, tuyên bố muốn luyện hóa chúng sinh võ đạo. Lời vừa nói ra, các tiên thần xôn xao, riêng phần mình châu đầu ghé tai. Cơ võ quân nhíu mày hỏi. Chẳng qua chỉ là dòng thông báo. Đây không phải đánh rắn động cỏ. Trần Lễ vuốt râu nói. Có lẽ là gián đòn phủ đầu, lấy thế áp bách thần võ giới, vị tất liễu thần tôn này rõ ràng có tự tin tuyệt đối, không để toàn bộ võ đạo vào trong mắt, bất quá tốc độ mà con đường lớn màu vàng tăng tiến không tính quá nhanh, mà còn đang không ngừng thôn vệ thiên địa ven đường, nói rõ luyện hóa thiên địa là một mục tiêu của tất liễu thần tôn. Các tiên thần khác liên tục phát biểu cái nhìn của mình, thiên đế cũng đang tự hỏi vấn đề này. Đường lớn màu vàng thông vệ rất nhiều thiên địa trong hư không vô tận, sở dĩ quấy nhiễu thiên đình là bởi vì thiên địa của một phương đại đạo có giao hảo cùng thiên đình đột nhiên tan biến, cái này mang ý nghĩa còn đường lớn màu vàng kia không sớm thì muộn sẽ uy hiếp đến thiên đình. Tất liễu thần tôn và âm dương chi thần có quan hệ như thế nào? Hoàng Xuyên đưa ra vấn đề kéo nhóm tiên thần vào một góc độ khác. Tử vi đại đế Khương Thiên Sinh đứng ra, nói. Bệ hạ, việc này nhất định phải báo cho đạo tổ, tất liễu thần tôn tuyệt không phải thiên đình có thể địch, đạo tổ hàng năm bế quan, không để ý tới thế sự, chúng ta không thể cực đạo tổ bất cứ lúc nào cũng có thể phát giác được kiếp số tới gần. Lời hắn nói được các tiên thần tán đồng, những năm nay đối kháng vũ tộc, để thiên đình đối mặt với áp lực cực lớn, nhưng thiên đế thủy chung không cầu viện đạo tổ nói rằng chưa tới thời điểm bọn hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì bây giờ tất liễu thần tôn rõ ràng là tồn tại vạn cổ cự đầu thậm chí có thể là có thể tồn tại so với võ tổ bọn hắn cũng không muốn đối mặt thiên đế lần này không có từ chối vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một bên khác bên trong tử tiêu cung khói xanh tràn ngập bạch long đang ngủ khẽ động cái mũi sau đó quay đầu nhìn theo hướng mùi thơm truyền đến giờ phút này khương trường sinh đang luyện đan mà mộ linh lạc lần nữa tiến vào trạng thái ngộ đạo từ khi bắt được mệnh số tồn tại mộ linh lạc cùng hắn vui thích mấy tháng liền vội vã cảm ngộ mệnh số hắn thì bắt đầu luyện đan làm chuẩn bị cho lần sau đột phá thuận tiện luyện chế một nhóm đang dược đủ chủng loại để các luyện đan sư thiên đình nghiên cứu tất liễu thần tôn nàng như thế nào tới đây khương trường sinh lặng yên suy nghĩ ánh lửa chiếu rọi mặt hắn hắn còn không tính được tới giá trị hương hỏa của tất liễu thần tôn nhưng trong trí nhớ của đại chu thiên thần đế có truyền thuyết của tất liêu thần tôn trong nhận thức của đại chu thiên thần đế biết tất liễu thần tôn là tiên thiên thần linh cao cao tại thượng sinh ra đã có thực lực bao trùm chúng sinh lúc đại chu thiên thần đế vừa sinh ra đã nghe truyền thuyết về tất liễu thần tôn lớn lên đáng nhắc tới chính là tất liễu thần tôn có mâu thuẫn với thần đạo một trong thần linh bị thần đạo đuổi đi đại chu thiên thần đế từng cùng tộc nhân gặp qua tất liễu thần tôn trong hư không đối mặt tất liễu thần tôn mạnh mẽ bọn hắn nhỏ yếu như sâu kiến đau khổ cầu khẩn mới được tất liễu thần tôn buông tha nhân vật khủng bố như vậy thế mà nhảy vọt hư không vô tận đi vào phụ cận huyền hoàng đại thiên địa đây cũng không phải chuyện tốt chủ yếu là khương trường sinh còn không rõ ràng lắm tất liễu thần tôn mạnh bao nhiêu đối phương còn không có tiến vào phạm vi hương hỏa diễn toán nhưng hắn nghe được lăng tiêu bảo điện nghị luận dám tuyên bố tiêu diệt võ đạo, chỉ sợ tất liễu thần tôn có thể đối địch với võ tổ. Đối mặt tất liễu thần tôn không biết, Khương Trường Sinh mặc dù khẩn trương, nhưng cũng không đến mức chạy trốn giống như hơn 2.000 năm trước, hắn thấy tất liễu thần tôn mạnh hơn, nhưng vẫn không làm được chuyện một người trấn áp võ đạo. Theo trí nhớ Đại Chu Thiên Thần Đế, địa vị võ đạo cao hơn thần đạo, có lẽ có quan hệ đến vị trí, chỉ có thần đạo tấn công võ đạo, võ đạo căn bản không thèm để ý thần đạo, Võ đạo không có khả năng không chút phát giác về thần đạo, nhưng cũng không có tiến công qua thần đạo, mà lại đại kiếp Tà số biến thành Âm Dương chi thần cũng nhằm vào Võ đạo. Có lẽ, Võ đạo chiếm cứ vị trí trung tâm hư không vô tận, cũng hoặc là Võ đạo còn ẩn chứa lực lượng mạnh hơn. Tỷ như Đại Hàng Thiên, còn có thần võ chí thượng tồn tại. Tất nhiên có lực lượng Võ đạo không kém hơn Bỉ Ngạn Võ Tổ tồn tại, hạn chế Bỉ Ngạn Võ Tổ không thể không giảng đạo lý nếu như bỉ ngạn võ tổ là mạnh nhất của võ đạo, mong muốn đoạt quyền, căn bản không cần tốn công tốn sức, hắn thừa dịp các thần võ chí thượng phạm sai lầm đoạt quyền, chỉ cần một cái danh nghĩa. Khương Trường Sinh một bên nghe thiên đình nghị luận, một bên luyện đan. Ngày đó, thiên đế đến bái phỏng hắn, hắn trả lời một câu. Ta đã biết. Liền đuổi thiên đế. Lại luyện đan dược hai tháng, Khương Trường Sinh thi triển thiên địa vô cực nhãn, nhìn theo phương hướng mà nhóm tiên thần thiên đình nói tới. Hư không vô tận nhiều hơn dĩ vãng một phần sinh khí, từ khi vạn đạo thế gian mở ra, những thiên địa tránh núp trong bóng tối liên tục xuất hiện, cũng có số lượng lớn võ giả tìm kiếm cơ duyên khắp nơi, một chút cũng không có dấu hiệu của đại kiếp đang đến. Rất lâu, Khương Trường Sinh cuối cùng thấy được kim sắc đại đạo kia, khoảng cách côn luân giới còn rất xa xôi, phía trên đại đạo màu vàng kia có vô số thân ảnh đang đứng, như thế khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn hắn còn tưởng rằng tất liễu thần tôn một mình đến đây, xem ra thần võ giới có giữ lại tình báo khi trao đổi với thiên đình. Khương Trường Sinh nhìn thấy vị tất liễu thần tôn kia, thật sự quá chói mắt. Thần linh trời sinh. Khương Trường Sinh tận mắt nhìn thấy tất liễu thần tôn mới có thể hiểu sự xưng hô này có hàm nghĩa gì, chỉ nhìn hình tượng đã hết sức trung động. Người trong đồng đạo. Khương Trường Sinh âm thầm nghĩ tới, đối phương cũng hiểu đạo trang bức. Chỉ nhìn dáng người tất liễu thần tôn, cũng làm người miên man bất định cũng không biết là loại tộc nào biến thành hình thể đã vượt qua một phương thiên địa chỉ nhìn thôi đã tràn ngập cảm giác áp bách nhất là trong tay nàng nắm bốn chùm ánh sáng dùng nhãn lực khương trường sinh đã nhìn ra đó là lực lượng quy tắc lực lượng quy tắc chống đối đại đạo lực lượng khương trường sinh lĩnh hội nhân quả đại đạo tự nhiên có thể thấy đại bộ phận quy tắc tồn tại quy tắc càng thêm dễ hiểu hơn đại đạo giống như là dòng dõi của đại đạo phụ trách giúp ba ngàn đại đạo quản lý hết thảy trật tự Bất quá, trong bốn chùm sáng quy tắc của tất liễu thần tôn, hắn chỉ có thể nhìn hiểu một đạo, đó chính là lực lượng quy tắc không gian, cùng rất giống thượng nguyên thần lực của Lữ Thần Châu. Không đơn giản, tất liễu thần tôn thoạt nhìn càng thêm thần bí hơn cả bỉ ngạn võ tổ, tay cầm lực lượng quy tắc, xác thực xứng với tên thần linh. Người nào? Ra đây! Một giọng nữ đạm mạc vang lên, lời nói khác biệt với võ đạo của huyền hoàng đại thiên địa, nhưng cảnh giới của Khương Trường sinh cao, có thể nghe hiểu cảm xúc của đối phương, phân biệt ra đối phương muốn nói cái gì. Tồn tại cảnh giới cao có thể bỏ qua bất đồng ngôn ngữ trao đổi. Cương Trường Sinh âm thầm kinh hải, đối phương có thể phát giác được Thiên Địa Vô Cực Nhãn nhìn trộm. Đây là hắn lần đầu tiên bị phát hiện. Sẽ không lừa hắn. Không đúng, Thiên Địa Vô Cực Nhãn chỉ có thể nhìn trộm hình ảnh, không thể nghe tiếng, tiếng của đối phương như thế nào truyền vào trong tai hắn. Chờ chút, tiếng bới vừa rồi cũng không phải do tai nghe thấy, mà là linh hồn nghe thấy. Chẳng lẽ tất liễu thần tôn nắm giữ lực lượng quy tắc, bao gồm cả quy tắc linh hồn? Vạn sự vạn vật sinh ra đều do quy tắc duy trì, quy tắc linh hồn thuộc về quy tắc cao cấp, cho nên đối với phàm linh, thuộc về tồn tại không thể theo dõi. Khương Trường Sinh nhìn chầm chầm tất liễu thần tôn, hắn nhìn thấy tất liễu thần tôn đang nâng lên hai cánh tay, đây là muốn chuẩn bị ra tay. Đối phương có thể làm bị thương hắn từ cự ly xa. À, còn có tồn tại khác giọng nữ đạm mạc lần nữa vang lên trong lời nói mang theo một tia kinh thường lần lượt từng bóng người xông vào trong tầm mắt của khương trường sinh lao thẳng tới đại đạo màu vàng kim hết thảy sáu người hắn nhận ra sáu người chính là sáu vị thần võ chí thượng thần võ giới quả nhiên muốn ngăn cản tất liễu thần tôn nếu như tất liễu thần tôn đổ bộ huyền hoàng đại thiên địa vậy sẽ tạo ra tổn thất càng lớn dành cho võ đạo Tôn thần võ với hình tráng kiện to lớn nhất tức giận quát. Dám can đảm xâm chiếm võ đạo, muốn chết. Hắn trước tiên đánh tới, quanh người bắn ra khí diễm, hóa thành một cầu vòng nóng trực muốn đánh tan đại đạo vàng kim. Quanh. Một cổ thủy triều vô hình rung chuyển không gian theo đại đạo màu vàng kim truyền ra, đối diện đụng vào tôn thần võ, hai cổ lực lượng chạm vào nhau, nhấc lên một vòng lại một vòng gận sóng không gian, kéo dài tới phần cuối hư không. Tôn thần võ bị đẩy lui, mặt lộ vẻ không thể tin được. Cùng nhau ra tay. Bốn đường ánh sáng trong tay tất liễu thần tôn chính là quy tắc biến thành, tương đương với có được bốn loại thần lực khác biệt. Một tên khác thần võ trí thượng quát, năm vị thần võ trí thượng cùng nhau bộc phát võ nguyên, võ đạo chi quan lấp lánh hư không, còn muốn hùng vĩ hơn cả đại đạo màu vàng. Năm loại lực lượng võ đạo mạnh mẽ mang theo uy thế bá đạo hủy diệt hết thảy bao phủ đến, khiến cho tầm mắt thiên địa vô cực nhãn cũng vì đó vạn vẹo thật mạnh. cương Trường Sinh âm thầm kinh ngạc tán thán, làm sao cảm giác còn mạnh hơn so với đại chiến thần võ giới lúc trước. Suy nghĩ kỹ một chút, khi đó 18 vị thần võ chí thượng chẳng qua là duy trì thần võ đại trận, còn bị bỉ ngạn võ tổ gián đoạn, cũng không có hiện ra mạnh mẽ chân chính. Tuy bị những người thừa kế các đại đạo kiểm chế, nhưng những người thừa kế các đại đạo kia cũng không phải khai quan thánh võ bình thường có thể so sánh. Sáu vị thần võ chí thượng đại chiến tất liêu thần tôn, Khương Trường, sinh cũng muốn nhìn thật kỹ một phen. Sinh linh thần đạo có thiên phú mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể mượn lực lượng thiên phú, tất liệu thần tôn có lẽ nắm giữ bốn loại lực lượng thiên phú, nếu sáu vị thần võ chí thượng có thể bức tất liệu thần tôn xuất ra toàn lực, hắn có thể hiểu rõ đối thủ trước thời hạn, sớm làm chuẩn bị. Đại chiến triệt để bùng nổ, bảy cổ khí thế cường đại áp bách hư không, vô số thân ảnh trên đường lớn màu vàng kim không có tiến công vẫn như cũ duy trì tư thái tiến lên trên hoàng kim đại đạo. Ngươi đã muốn nhìn, vậy thì nhìn cho thật kỹ. Tiếng tất liễu thần tôn lần nữa vang lên, Khương Trường Sinh có thể nghe được, hắn nghe không được thần võ chí thượng gầm thét, điều này nói rõ tất liễu thần tôn muốn nói với hắn. Trong khi Khương Trường Sinh nhìn soi mói, tất liễu thần tôn nâng lên một cánh tay, ném ra một chùm sáng quy tắc, tốc độ để con ngươi Khương Trường Sinh co rụt lại. Thật nhanh. Hắn đều có chút phản ứng không kịp, huống chỉ sáu vị thần võ chí thượng chùm sáng quy tắc đánh tan năm vị thần võ chí thượng học lại bỗng nhiên dừng lại sau đó bắn ra hấp lực đáng sợ kéo năm vị thần võ chí thượng cùng với tôn thần võ đang ở khá xa đi qua tôn thần võ lộ vẻ mặt hoảng sợ ra sức giải dụa nhưng căn bản không tránh thoát được thời gian không đến ba hô hấp sáu vị thần võ chí thượng bị chùm sáng quy tắc hấp thu thân ảnh hoàn toàn biến mất hư không đi theo yên lặng hết thảy khôi phục bình tĩnh hoàng kim đại đạo tiếp tục kéo dài tới vô số thân ảnh phía trên nền bước chỉnh tề tiến lên thương trường sinh xem đến đây không khỏi thất vọng hắn cũng không có nhìn ra chùm sáng quy tắc kia là quy tắc gì chỉ nhìn ra đối phương mạnh mẽ mạnh mẽ áp đảo thần võ chí thượng nếu như sáu vị thần võ chí thượng không thể chạy trốn nói rõ tất liễu thần tôn ít nhất cao hơn bọn hắn một đại cảnh giới đây là đánh giá thận trọng nhất bên trong cùng cảnh giới rất khó có biểu hiện như thế dù sao thì có thể đi đến một bước này ai không phải là thiên kiêu đè ép một thế tung hoành vô địch cùng cảnh giới vang dội cổ kim ngay khi khương trường sinh chuẩn bị thu hồi thiên địa vô cực nhãn trở lại tiếng tất liễu thần tôn lần nữa truyền đến xem ra ngươi không thuộc về võ đạo bằng không sao lại khoanh tay đứng nhìn bản tôn không thể bắt được ngươi ngươi làm cho bản tôn hứng thú nếu như ngươi đối địch với võ đạo bản tôn nguyện hợp tác với ngươi bản tôn sẽ một mực đi tới phía trước cho đến khi giết tới thần võ giới nếu ven đường gặp được ngươi nhớ kỹ nói ra việc này bản tôn nguyện tha cho ngươi một mạng trước khi bản tôn giết tới thần võ giới ngươi cũng có cơ hội đến đây đầu nhập vào bản tôn nghe đến nơi này khương trường sinh lúc này thu hồi tầm mắt đầu nhập vào tất liễu thần tôn chẳng phải là tranh ăn với hổ trong trí nhớ của đại chu thiên thần đế tất liễu thần tôn cũng không phải loại lương thiện cũng không có chuyện hợp tác với người khác đến cả thần minh của thần đạo mà nàng đều không hợp đại chu thiên thần đế có thể giữ được mạng sống trong tay nàng vẫn là bởi vì biểu hiện tầm thường khương trường sinh không thể không theo góc độ ác ý phỏng đoán tất liệu thần tôn coi trọng lực lượng của hắn nếu như hoàng kim đại đạo thật đi ngang qua côn luân giới hắn nhảy ra tất liệu thần tôn rất có thể sẽ ra tay với hắn đoạt lực lượng của hắn thiên phú của thần đạo thường thường là duy nhất song thiên phú là thiên tài hiếm thấy Ba Thiên Phú càng là tổn tại vạn cổ kinh động thần đạo trong truyền thuyết của Tất Liễu Thần Tôn, nàng ban đầu chẳng qua là Song Thiên Phú mà thôi. Như thế nào nắm giữ bốn loại lực lượng quy tắc? Đợi Khương Trường Sinh thu hồi thiên địa vô cực nhãn, lông mày của hắn nhăn lại. Không được, nhất định phải coi Tất Liễu Thần Tôn là địch nhân giả tưởng. Nhưng hắn hiện tại còn chưa đủ để đột phá, không rõ ràng mình có thể địch nổi Tất Liễu Thần Tôn hay không. Muốn trấn áp Thần Võ Chí Thượng, hắn có thể làm được nhưng tất liễu thần tôn cũng không có thi triển toàn lực. Hắn chỉ có thể tận khả năng mạnh lên. Ngoại trừ tu luyện, cũng phải dùng tới đạo thống phản thần. Vừa hay đi vào nghe đạo, cổ vũ tốc độ. Thương trường sinh điều ra bản giá trị đạo thống nhân quả. Giá trị đạo thống nhân quả hai 20 vạn ức Lần trước sử dụng mới 150 tỷ, đủ để thấy những năm nay tiên đạo phát triển vừa nhanh vừa mạnh ra sao. Khương Trường Sinh vốn muốn tận khả năng góp nhặt giá trị đạo thống nhân quả thật nhiều, như thế thì thu hoạch càng lớn hơn, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ra một vị tất liễu thần tôn. Khoảng cách lần trước đạo thống phản thần đã qua 600 năm, cũng không biết lần này có thể gặp lại vị tiêu hòa tiên tử kia hay không, nàng lại trải qua bao nhiêu năm. Nếu còn có thể nhìn thấy, một là hữu duyên, hay là chứng minh tiêu hòa tiên tử lại còn sống một đoạn năm tháng dài đằng đẵng trong đầu khương trường sinh chẳng qua chỉ lóe lên ý nghĩ này sau khi tiêu xài hết thảy giá trị đạo thống nhân quả mở ra đạo thống phản thần tầm mắt của hắn lâm vào trong trời đất quay cuồng cảm giác quen thuộc cũng không có khiến cho hắn khó chịu lần này ngược lại tràn ngập chờ mong đợi hắn cảm giác hai chân rơi xuống đất hắn mở mắt nét mặt của hắn mang theo vẻ kinh ngạc hắn vậy mà xuất hiện trong một đạo quang một đạo quan hết sức bình thường, kém xa sự rộng lớn xa hoa của đạo tràng đi ba lần trước, khiến cho hắn có loại cảm giác trở lại long khởi quan. Ở trước mặt hắn có bốn cái bồ đoàn, ba cái trong đó xếp thành hàng, một cái khác ở ngoài bảy bước, rõ ràng là người giảng đạo. Chẳng lẽ lần này chỉ có ba người nghe đạo? Mà hắn là một trong số đó. Khương Trường Sinh quay người nhìn lại nhìn về phía cửa lớn của đạo quan, ngoài cửa lớn là một mảnh ánh sáng chói lóa, nhìn không thấy phong cảnh phía ngoài. Rất nhanh, hai bóng người đi tới, đều là hai tên nam tử. Không nghĩ tới có người tới trước hơn chúng ta. Nhìn vị đạo hữu này không quá quen mặt. Hai tên nam tử đi vào đạo qua nhìn chầm chầm Khương Trường Sinh nói, hai người mang theo khí chất hoàn toàn khác biệt, nam tử áo đen với ánh mắt tràn ngập khiêu khích, ánh mắt của nam tử áo trắng tràn ngập tò mò. Khương Trường Sinh chắp tay nói, Tại hạ Trường Sinh, gặp qua hai vị đạo hữu. Bạch y nam tử đi theo đáp lễ nói, Ta tên Thiếu Hạo, thấy qua Trường Sinh đạo hữu. Thiếu Hạo? Khương Trường Sinh nhíu mày, đây không phải con trai của hoàng đế Hoa Hạ cổ đại sao? Còn là trưởng tử. Nam tử áo đen khẽ nói, ta gọi Hình Thiên. Hình Thiên? Cái tên này càng như sấm bên tai, Khương Trường Sinh sinh ra hứng thú đối với bọn hắn. Chẳng lẽ thần thoại cổ đại của Hoa Hạ cũng không phải bị đặt, hoặc nói bản thân chính là truyền thuyết do thần thoại lưu lại? Thiếu Hạo cười nói, "Ngồi xuống trước tâm sự đi, ta và Hình Thiên cũng là gặp nhau trên đường." Khương Trường Sinh gật đầu tự giác ngồi lên bồ đoàn ở bên phải, Thiếu Hạo việt nhân đức không nhường ai ngồi ở giữa, Hình Thiên thì ngồi phía bên trái. Hắn bắt đầu an tĩnh nghe hai người nói chuyện phím. Thiếu Hạo cùng Hình Thiên đến từ hai bộ lạc khác biệt, Thiếu Hạo chính là con trai của hoàng đế, Hình Thiên chính là tướng sĩ thủ hạ của viêm đế, hai phe bộ lạc đang chuẩn bị liên hợp, cho nên hai người giao hảo sau khi gặp gỡ dọc đường liền cùng một chỗ chạy đến nghe đạo nghe bọn hắn nói chuyện bộ lạc còn muốn khổng lồ hơn nếu theo nhận biết của khương trường sinh thậm chí còn muốn khổng lồ hơn cả vận triều ở cung luân giới chỉ là không có kết cấu hoàng quyền khương trường sinh nghe bọn hắn nhắc đến rất nhiều địa danh địa tiên giới đông thắng thần châu bắc đẩu tiên vực tây thiên vực hải các loại rất nhiều địa danh chưa từng xuất hiện trong truyền thuyết thần thoại kiếp trước trường sinh đạo hữu đến từ phương nào có thể tới gặp địa tạng đại tôn nghe đạo, quả thật không đơn giản. Hình Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Khương Trường Sinh, ý vị sâu xa, hắn ánh mắt càng rất có xâm lược tính. Khương Trường Sinh trả lời: "Đều là cơ duyên thôi." Mặc dù chỉ là đạo thống phản thần, nhưng bởi vì quá mức chân thực, hắn vẫn nhẫn nại tính tình nghe đạo trao đổi với những cái khác, tiêu hòa tiên tử đều có thể nhớ kỹ hắn, nói rõ những người khác cũng có thể, nếu có thể kết thiện duyên, có lẽ về sau sẽ có phúc duyên ha 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 có thể tụ tập ở nơi này đều có duyên đều là người trong đồng đạo ngày sau ta nguyện mời hai vị cùng nhau đi tới bộ lạc tộc ta cùng uống đế hồng tiên tửu thiếu hạo nhiệt tình cười nói khi nói chuyện còn đưa tay vỗ vỗ bả vai khương trường sinh hình thiên biểu môi nói thiếu tộc trưởng ngươi thật đúng là rộng lượng lần đầu gặp nhau đã có thể lấy ra đế hồng tiên tửu tới mời xem ra hoàng đế quá dung túng chẳng lẽ viêm đế không coi trọng ngươi ngay cả truyền thừa của thiên đế đều giao cho ngươi thiếu hạo lắc đầu bật cười hai người bắt đầu đấu võ mồm khương trường sinh cảm thấy thú vị hai người này lại có loại cảm giác huynh đệ hình thiên nói chuyện mặc dù xong nhưng rõ ràng lấy thiếu hạo làm chủ hắn đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết hình thiên cùng hoàng đế tranh đoạt vị trí thiên đế nếu như truyền thuyết kia là thật thiếu hạo thân là con trai hoàng đế chẳng phải sẽ trở mặt thành thù với hình thiên hắn chỉ suy nghĩ một chút không có nói ra ý kiến gì của mình, dù sao hắn không thuộc về thời đại này, hắn không muốn nhúng tay bất cứ chuyện gì trong thời đại này, chỉ muốn mạnh lên. Một lát sau, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện phía trước ba người, ngồi xuống bên trên bồ đoàn. Đây là một nam tử thân mặc đạo bào gầy còm, khuôn mặt thoạt nhìn chừng 40 tuổi, hốc mắt lõm, hai mắt rất sâu, cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Vị này chính là địa tạng đại tôn khương trường sinh đang nghe truyện trên tv audio cv lúc trước nghe được mấy chữ địa tạng đại tôn trước tiên nghĩ đến địa tạng vương nhưng hình ảnh địa tạng đại tôn hoàn toàn khác biệt địa tạng vương bái kiến địa tạng đại tôn thiếu hạo hình thiên cùng nhau hành lễ khương trường sinh phản ứng rất nhanh cùng nhau hành lễ cũng không có chậm đi nửa nhịp địa tạng đại tôn quét mắt nhìn ba người ánh mắt rơi vào trên người khương trường sinh nói tu hành nhân quả chi đạo nhưng trên người có rất ít nhân quả người hữu duyên vì sao ngươi tới đây thiếu hạo hình thiên đều nhìn về phía khương trường sinh khương trường sinh đối mặt địa tạng đại tôn nhìn chăm chú quỷ thần xui khiến nói một câu vì mạnh lên mà tới ta chỉ muốn một mực sống sót nói xong hắn có chút hối hận phải nói xinh đẹp hơn một chút miễn cho cao nhân đắc đạo cảm thấy tục khí địa tạng đại tôn gật đầu cũng không có hỏi thêm hắn bắt đầu giảng đạo hắn giảng cũng không phải nhân quả chi đạo mà là luân hồi chi đạo cái này khiến cương trường sinh ngoài ý muốn lại có chút chờ mong cuối cùng có khả năng bắt đầu tu hành đại đạo khác mặc dù hắn còn không có đại thành bên trên nhân quả chi đạo nhưng cảm ngộ đại đạo khác có lẽ càng có trợ giúp luân hồi vốn tương quan cùng nhân quả cả hai kết hợp gia trì lẫn nhau thiên đạo thông u thiên đạo luân hồi xác thịt mất hồn phách còn luân hồi vô tận cửu u trường tồn tiến địa tạng đại tôn kéo khương trường sinh vào trong trạng thái ngộ đạo, hắn giống như đưa thân vào bên trong cửu u, tám phương thiên địa đều tối tâm, vô số hồn phách rời rạc, có hồn khó khăn, có hồn thoải mái, cũng có hồn mờ mịt. bên trong cửu u tràn đầy nhân quả, bên trong nhân quả có một cổ lực lượng càng sâu duy trì, lực lượng luân hồi. có lẽ bởi vì đạt thành tựu cao trong nhân quả chi đạo, khương trường sinh cảm ngộ luân hồi chi đạo rất nhẹ nhàng ít nhất càng dễ hơn cảm ngộ nhân quả chi đạo giảng đạo kéo dài khương trường sinh đi tắm ở trong đó quên mất chuyện giảng đạo bên ngoài lần này giảng đạo muốn dài hơn so với dự đoán của hắn cũng phong phú hơn bên trong quá trình địa tạng đại tôn còn truyền thụ một đạo thần thông địa tạng luân hồi chưởng chưởng này cương mãnh có thể tru diệt cường địch dù không thể trấn áp nhục thân cũng sẽ xua tan quy tắc luân hồi bên trên hồn phách của đối phương để hắn vĩnh viễn không cách nào chuyển thế thậm chí không thể giữ lại tính chất đặc biệt của linh hồn nói cách khác thân thể vừa diệt linh hồn hiện hình dù cho phàm linh cũng có thể công kích hồn thể thần thông thật bá đạo còn phụ thêm hiệu quả đặc biệt so với thần thông trục xuất mà tiêu hòa tiên tử truyền thụ thì có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu bất quá mạnh hơn chủ yếu là có thể tiến hành công kích thời gian nhanh chóng trôi qua Đợi ý thức Khương Trường Sinh chậm rãi tỉnh táo, tiếng nói của địa tạng đại tôn chẳng biết lúc nào đã tan biến. Hắn mở mắt, ánh vào tầm mắt hắn chính là thân ảnh của địa tạng đại tôn. Địa tạng đại tôn đang nhìn hắn chầm chầm, ánh mắt đạm mạc. Khương Trường Sinh vô ý thức nhìn về phía bên cạnh, thiếu hạo cùng hình thiên còn chưa thức tỉnh, thiếu hạo một mặt sầu khổ, mặt mũi hình thiên thì tràn đầy vẻ phấn khởi. Khương Trường Sinh không biết tư chất của mình càng tốt hơn hay không bằng hai người thiếu hạo. Dấu hiệu luân hồi của ngươi rất dài Còn có hai đoạn dấu hiệu rất dài Địa tạng đại tôn nhìn chầm chầm Khương Trường Sinh Lạnh lùng nói Khương Trường Sinh hoang mang Hỏi Tiền bối Lời ấy có ý gì Hai đoạn dấu hiệu rất dài Là chỉ hai đoạn nhân sinh Kiếp này xác thực dài Nhưng kiếp trước hắn là tráng niên mất sớm Địa tạng đại tôn trả lời Nhân quả cùng luân hồi Rất khó tách ra Nhân quả thành tựu luân hồi nhưng luân hồi càng có lực áp chế, ngươi chẳng qua là thái ớt cảnh, vốn không nên kim tu hai đạo, nhưng ngươi hết sức thông minh, lựa chọn là hai đạo bổ sung lẫn nhau. Đa tạ tiền bối tán dương, chủ yếu là đạo pháp của tiền bối cao minh, khiến cho ta cảm ngộ cực sâu. Khương Trường Sinh cảm khái từ đáy lòng, địa tạng đại tôn nhìn như không có tình người, nhưng nội dung hắn giảng đạo hết sức phong phú, đọc rất nhiều sách, dứt bỏ luân hồi chi đạo không đề cập tới, càng có trợ giúp dành cho tu hành của hắn sau này địa tạng đại tôn nói ngươi tự hồ có chút hoang mang nắm chặt đoạn nhân quả này cứ hỏi thăm đi nghe vậy khương trường sinh mừng rỡ vội vàng nói tạ sau đó nói về hoang mang trong việc tu hành của mình công pháp của ngươi thật không đơn giản hết sức thuần túy lại tràn ngập lực lượng bao dung ta chưa từng nghe thấy ngươi bao la mờ mịt thật ra rất đơn giản bởi vì quá bao dung ngược lại không có hướng đi chính xác địa tạng đại tôn cao mày nói rõ ràng bị đạo pháp tự nhiên công kinh động, mặc dù Khương Trường Sinh nói chỉ là đặc điểm của công pháp, nhưng đủ để làm hắn chấn kinh. Khương Trường Sinh cảm thấy có lý, các thiên của đạo pháp tự nhiên công đều có hướng đi, chỉ dẫn hắn tu hành đến chỗ nào, nhưng bây giờ không có, hắn tu hành nhân quả chi đạo, chỉ là bởi vì nhân quả chi đạo đầy đủ bao la, có thể một mực tiếp tục tu hành, trợ hắn mạnh lên. Địa tạng đại tôn mở lời. Trước đây thật lâu, đạo pháp còn chưa xuất hiện, Càng không có tiên đạo, người cảm thấy tồn tại khai sáng tiên đạo cùng đạo pháp là như thế nào xây dựng cảnh giới của mình. Khương Trường Sinh lâm vào trong suy tư. Sáng tạo. Hết thảy giai đoạn đều không biết, đều do tưởng tượng làm thành điểm xuất phát, người mong muốn đi đến lực lượng như thế nào thì nỗ lực thực hiện, mà không phải chờ đợi đi đến cảnh giới nào đó, lại thu hoạch được lực lượng của cảnh giới đó, cảnh giới là định nghĩa của người tu hành về lực lượng, cũng không phải tồn tại độc lập lời địa tạng đại tôn để khương trường sinh rộng mở trong sáng đời trước của hắn là người sáng tạo trò chơi đọc lướt qua nhiều vô số các mốc cảnh giới trong truyện để cho hắn chế cảnh giới đi tưởng tượng về lực lượng quả thật là chuyện hắn am hiểu ở kiếp này trải qua nhiều chuyện tầm mắt của hắn sớm đã khai phá hắn có thể tưởng tượng lực lượng tự nhiên càng lớn càng khó tin khương trường sinh có khả năng kết hợp thực lực của mình suy nghĩ đến cảnh giới tiếp theo nên mạnh bao nhiêu sau đó nỗ lực đi về phía mục tiêu này địa tạng đại tôn nói theo công pháp bao dung lại cao thâm như thế có lẽ kim dung đại đạo chính là mục tiêu của nó khương trường sinh gật đầu nói đa tạ tiền bối chỉ bảo địa tạng đại tôn lắc đầu ánh mắt nhìn về phía khương trường sinh tràn ngập thâm ý ta sở dĩ chỉ bảo ngươi là thấy ngươi có chút đồ Nguyên lai hết thảy đều có cuối điểm, nhưng điểm cuối cùng cũng không phải kết thúc, giống như luân hồi. Địa tạng đại tôn ung dung nói, nghe được để Khương Trường Sinh chấn động trong lòng. Chẳng lẽ địa tạng đại tôn thấy được số mệnh của tiên đạo từ trên người hắn? Tiêu hòa tiên tử tự hồ cũng nhìn thấu điểm này. Bên trong tiên đạo, có nhiều cường giả có thể nhìn trộn đến tương lai của tiên đạo, lại không cách nào cải biến, chẳng lẽ từ nơi sâu xa thật không có cách nào cải biến mệnh số, kiếp số chớ có lo lắng, đi tốt con đường của mình. Địa tạng đại tôn bình tĩnh nói, chẳng qua ánh mắt của hắn không còn quá nghiêm túc, nhiều thêm một tia hòa ái. Khương Trường Sinh bị ánh mắt của hắn biến hóa dẫn động đạo tâm, hắn nhịn không được hỏi. Không biết tiền bối có thể biết cung luân giáo chủ, huyền đề tổ sư, tiêu hòa tiên tử hay không? Ba vị này là chủ nhân đạo tràng mà lúc trước hắn nghe đạo. Địa tạng đại tôn trả lời. Tự nhiên từng nghe nói, chỉ là bọn hắn quá mức xa xôi có ở thiên ngoại trên cao không dính nhân quả có mất trong năm tháng có người vẫn lạc khương trường sinh nhíu mày lần này lại không có hỏi tới là ai vô luận là ai đứng tại điểm thời gian của hắn tới xem đều đã qua đời đúng lúc này thiếu hạo hình thiên bên cạnh chặt đứt liên hệ với quy tắc luân hồi điều này nói rõ bọn hắn sắp tỉnh lại khương trường sinh chỉ quay qua liếc mắt nhìn bọn hắn lúc quay lại địa tạng đại tôn đã không còn ở đây đạo pháp của địa tạng đại tôn quả nhiên tinh diệu ta mặc dù không chuyên tu luân hồi chi đạo nhưng cũng được ích lợi không nhỏ trên mặt thiếu hạo tràn đầy nụ cười phấn chấn nói nắm chặt hai quả đấm hình thiên biểu môi nói không hiểu luân hồi ngươi tới làm cái gì không phải trì hoãn thời gian à con trai hoàng đế lại không chỉ có một mình ngươi thiếu hạo đắc ý cười nói đây cũng không phải chúng ta lựa chọn, là địa tạng đại tôn lựa chọn chúng ta, chúng ta chỉ có thể quyết định có đến đây hay không. Lời tuy như thế, người có thể lọt vào mắt đại tôn, bản thân đã được chú trọng, các đại năng sẽ không lựa chọn người bình phàm để giảng đạo. Càng rỡ, không được nói bậy. Hà tất che giấu, người tu đạo chúng ta nói không phải là thông thấu à. Nhìn xem hai người đấu võ mồm, Khương Trường Sinh cũng nở nụ cười. Hình thiên không kiên nể gì, trách không được dám tranh vị trí thiên đế. Hình thiên chán ghét thiếu hạo liếu lo không ngừng, nhìn về phía Khương Trường Sinh, nói Trường Sinh đạo hữu, ngươi tỉnh sớm hơn chúng ta, ít nhất trên luân hồi chi đạo, ngươi càng có thiên phú hơn chúng ta, đáng giá để ta kính nể, gặp nhau tức là duyên, có nguyện kết giao hai người chúng ta. Khương Trường Sinh tự nhiên sẽ không từ chối, mỉm cười đáp ứng. Hai người tự hồ không vội rời đi, ngồi ở chỗ này hàng huyên, Khương Trường Sinh cũng không vội, Trở lại hiện thực chẳng qua là đi qua mấy tức thời gian. Dần dần, khương trường sinh cũng nói nhiều hơn, chủ yếu là thiếu hạo đề cập đến kinh nghiệm của mình. Khương trường sinh cùng hình thiên đưa ra cái nhìn của mình. Rất lâu, thiếu hạo đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói: cũng cần phải trở về. Trường sinh huynh đệ, có nguyện theo ta trở về, đi làm khách. Hình thiên đứng dậy theo, nói: không bằng theo ta đi, ta nhìn ra được trường sinh huynh đệ nhìn như nội liễm, kỳ thực có một lòng hiếu chiến, người ta còn có thể luận bàn. Đa tạ hai vị huynh đệ có ý tốt, ta phải trở về, có rất nhiều người đang chờ ta bảo hộ, có kẻ địch đang chờ ta đối mặt. Khương trường sinh vừa cười vừa nói, ở chung hai người, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng tự tại không nói được. Nói ra, ở kiếp này mặc dù sống hơn 2.000 năm, nhưng người chân chính có thể xem như bằng hữu cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nếu thật là tính toán ra, chỉ có Trần Lễ Tính là bằng hữu của hắn. Hắn cũng khát vọng có người cùng chí hợp đạo, chẳng qua là thân phận đặc thù, rất khó kết giao, bản thân hắn cũng sợ phiền toái. Hắn khát vọng bằng hữu, không phải chủ động cưỡng cầu, mà là nhân duyên gặp nhau tự nhiên mà thành. Thiếu Hạo, hình thiên không có cưỡng cầu, bọn hắn vẫy vẫy tay, trước tiên đi ra đạo quang, thân ảnh biến mất trong màn sáng. Khương Trường Sinh quay đầu nhìn lại, trước vách tường có một pho tượng đá, diện mạo đã mơ hồ thậm chí không phân rõ nam nữ. Tự hồ mỗi một lần đạo thống phản thần, mạnh lên, gánh vác cũng tăng thêm. Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ, trên mặt hắn lộ ra tươi cười. Nếu ở kiếp này vừa bắt đầu, hắn khẳng định sợ những gánh vác này, nhưng bây giờ, chút gánh vác này sẽ hóa thành động lực để hắn tiến tới, trợ giúp hắn càng thêm kiên cường. Hắn nghiêng đầu, dậm chân đi ra ngoài cửa. Nơi này cuối cùng không thuộc về hắn, hắn muốn về thời đại thuộc về hắn trong tử tiêu cung khương trường sinh mở mắt hắn bấm ngón tay tính toán giống như trước đó lần này đạo thống phản thần chỉ mới qua mấy tức thời gian khi hắn lần nữa cảm thụ quy tắc gần đó quy tắc luân hồi trở nên rõ ràng trình độ rõ ràng gần với nhân quả khiến cho giác quan của hắn về thế giới trở nên rõ ràng ta muốn đạt tới trình độ tầng tiếp theo hẳn là lực lượng như thế nào khương trường sinh lâm vào suy tư Hắn tổng kết ra thực lực của mình bây giờ, suy nghĩ tiếp thiếu sót của mình, tiếp theo tưởng tượng đến tầng kế tiếp. Thái ớt đạo quả sẽ tự chủ hấp thu thiên địa linh khí, không cần phân thân đi nạp khí, đi đến cảnh giới này, thân thể đều sẽ theo bản năng hấp thu đủ loại năng lượng để cho mình mạnh lên, cái này có chút giống với sinh linh thần đạo. Sống được càng lâu, càng mạnh. Khương Trường sinh nghĩ đi nghĩ lại, bắt đầu nhắm mắt, đi tắm ở trong việc sáng tạo cảnh giới. Thần võ giới, trong một đại điện. 12 vị thân ảnh sánh đôi mà đứng, tất cả đều là thần võ chí thượng, sắc mặt của bọn hắn đều rất khó coi, âm trầm đến nỗi muốn nhỏ nước. Phía trước bọn hắn, phía trên ghế cao, bỉ ngạn võ tổ ngồi tĩnh tọa ở giữa không trung, sau lưng lơ lửng hư ảnh thái cực đồ, đang xoay chậm chậm, sao trời mơ hồ rõ ràng tô điểm trong đó, tự hồ có trật tự độc lập đang vận hành. Võ tổ, ngài nhất định phải ra tay, chúng ta căn bản không phải đối thủ của tất liễu thần tôn, trong trí nhớ của thần võ giới về thần tộc tình báo liên quan tới tất liễu thần tôn ít càng thêm ít căn bản không có tác dụng bây giờ mất sáu vị thần võ chí thượng trước đó có tổn thất như vậy là ngược dòng tìm hiểu về hai triệu năm trước một lão phụ nhân trầm giọng nói ánh mắt của nàng đều sắp không mở ra được nhưng lời nói rất cường ngạnh không có quá kính trọng bỉ ngạn võ tổ sau khi vạn đạo thế gian mở ra khí vận võ đạo cũng không có tăng trưởng ngược lại gặp phải đại kiếp tà số tập kích khiến cho thần võ giới tổn thất nặng nề. Hiện tại thần võ giới có ý kiến rất lớn đối với bỉ ngạn võ tổ, những thần võ chí thượng bọn hắn cũng càng có niềm tin. Thần võ giới cũng không phải nơi một người độc đoán, làm không tốt, dù cho võ tổ cũng phải mất vị trí. Đúng đấy, chờ lấy tất liễu thần tôn giết tới 3.000 thiên địa, võ đạo còn mặt mũi nào tồn tại. Gần vạn năm qua, thần võ giới thất bại nhiều lắm, các ngươi luôn nói là mưu tính, là bố cục, nhưng ta muốn biết, khi nào mới có thể kết thúc chuỗi ngày này, khi nào mới có thể đại thắng một trận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, tăng lên sĩ khí cho võ đạo. Đúng đấy, ta xem ra, vi phong của tiên đạo đều mạnh hơn chúng ta, còn có cổ thuật, cổ thuật cùng võ đạo tranh đấu trăm vạn năm, võ đạo không có tiêu diệt nó, ngược lại thừa nhận nó tồn tại, đây không phải chính chứng minh sự cường đại của nó. Nhất định phải tru diệt tất liễu thần tôn, đối phương quá xem thường võ đạo, võ tổ, nếu ngài không dám, chúng ta sẽ xin thiên giúp đỡ. Nghe các thần võ chí thượng ép hỏi, bỉ ngạn võ tổ không có trả lời. Thật lâu. Đại điện lâm vào trong yên lặng, sắc mặt các thần võ chí thượng cực kỳ khó coi, bọn hắn đoán không ra thái độ của võ tổ, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được uy áp võ tổ đang phóng thích, không ngừng tăng lớn, nếu bọn hắn nói thêm gì đi nữa, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Các ngươi thật sự cho rằng ta sợ tất liễu thần tôn. Bỉ ngạn võ tổ chậm rãi mở miệng nói, mỗi một chữ đều rất có phân lượng, như chùi y nặng nện vào trong lòng đám thần võ chí thượng. Các thần võ chí thượng yên lặng đối mặt. Các ngươi có biết Thái Thượng Côn Luân đang làm gì? Vạn cổ hàng triều vốn nên là công tích của Thái Thượng Côn Luân, nhưng đạo tổ quá mức lóa mắt, ta đang cho Thái Thượng Côn Luân một cơ hội mới. Nếu Thái Thượng Côn Luân là có thể đứng lên, công tích này rơi vào trên đầu các ngươi, hay là trên đầu ta? Thiên thần võ giới, người nào không cho rằng thái thượng côn luân chính là chiêu bài cả đời của mấy thần võ chí thượng các ngươi nghe được lời bỉ ngạn võ tổ các thần võ chí thượng đều sáng mắt lên thậm chí nhịn không được lộ ra nụ cười một thần võ chí thượng nhịn không được hỏi thiên tư của thái thượng côn luân không thể nghi ngờ chẳng qua là hắn mới bao nhiêu tuổi tất liễu thần tôn kia lại là tồn tại cổ lão cỡ nào chúng ta sợ hắn yên tâm đi đã có lực lượng truyền thừa vượt qua mười phương đại đạo còn về hắn hắn đang được ta an bài nơi lịch luyện có lẽ còn có thể cho chúng ta kinh hỷ đến mức tất liễu thần tôn ta sẽ nghĩ biện pháp kéo dài bước tiến của nàng bỉ ngạn võ tổ ngắt lời ngữ khí không thể nghi ngờ mấy thần võ chí thượng không còn lời oán giận thậm chí chờ mong đầy cõi lòng bọn hắn chờ mong thái thượng côn luân trở thành cứu thế chủ điều này có trợ giúp bọn hắn tấn thăng đi xuống đi không cần đến quấy rầy ta Bỉ nạn võ tổ lần nữa lên tiếng, lần này mang theo ý lạnh. 12 vị thần võ chí thượng lập tức hành lễ, nhanh chóng cáo lui. Trong hư không vô tận, hoàng kim đại đạo còn đang không ngừng kéo dài tới phía trước, thân ảnh trên đường lớn màu vàng càng ngày càng nhiều, lộ ra càng thêm chen chút so với trước. Tất Liễu thần tôn vẫn như cũ duy trì dáng người bá khí, dưới tình huống không có kẻ địch, dáng người của nàng không có chút nào rung động. Lại là ngươi, bò sát đầu nhập vào kiếp số. Tất liễu thần tôn lên tiếng, lời nói đầy mỉa mai. Tiếng nói vừa dứt, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện phía trước hoàng kim đại đạo, rõ ràng là một trong người thừa kế của các đại đạo, thiên địa tiếu. Thiên địa tiếu buông tay, nói. Thần tôn, ta có thể dẫn đường cho ngài, hà tất nói móc ta như thế, người ta đều là người bị vứt bỏ, chẳng qua, ngài càng mạnh hơn mà thôi. Bản tôn là vứt bỏ thần đạo, cũng không phải bị vứt bỏ, bò sát như ngươi há có thể so với bản tôn. Tất liễu thần tôn dẻo cực nói, thiên địa tiếu nghe được, nụ cười trên mặt cứng đờ, giữ tận nói. Tất liễu thần tôn, ngô chủ nhìn trúng ngươi, quy thuận ngô chủ, cùng nhau trở thành kiếp số, mới có thể vạn kiếp bất diệt, vạn kiếp bất tử, bằng không kiếp số không sớm thì muộn cũng sẽ buông xuống trên người ngươi. Hừ. Tất liễu thần tôn hừ lạnh một tiếng, một cánh tay chậm rãi nâng lên, đây là muốn xuất thủ. Thiên địa tiếu nói. Giết ta vô dụng, Ngô chủ sẽ phục sinh ta, nhưng chỉ cần ngươi động thủ, coi như là chặt đứt cơ duyên, ngươi nên nghĩ rõ ràng. Tiếng nói vừa ra, hư không phía sau hắn xuất hiện từng con con mắt thật to, lạnh lùng nhìn chầm chầm tất liễu thần tôn. Ngươi đã không muốn, ngô chủ sẽ cưỡng đoạt thần lực của ngươi. Thiên địa tiếu nâng hai tay lên, một bộ tư thái quân lâm thiên hạ, ánh mắt nhìn về phía tất liễu thần tôn tràn ngập khinh miệt. Khóe miệng tất liễu thần tôn khẽ nhất, nâng lên một đường công hoàng mỹ ánh sáng màu trắng che đậy cặp mắt của nàng, mặc dù không nhìn thấy ánh mắt, lại có thể cảm nhận được nàng đang rất khinh thường. Bất quá chỉ là ý chí của lực lượng kiếp số còn sót lại, thật sự coi mình thành thần chi phối kiếp số. Bò sát, thần, sẽ không nhìn trúng bò sát. Tất liễu thần tôn lạnh giọng nói, trong khinh thường xen lẫn sát ý. Bốn cánh tay nàng cùng nhau vung lên, bốn chùm sáng quy tắc đầu đuôi tương liên, hình thành một hình thoi to lớn. Cuồng vọng. Thiên địa tiếu tức giận quát, vô số con mắt to lớn sau lưng đột nhiên trừng lớn, đếm không hết sương mù trắng đen rơi ra, theo bốn phương tám hướng bao vây hoàng kim đại đạo, bao vây tất liễu thần tôn. Giờ khắc này, tất liễu thần tôn vĩ ngạn bá khí lộ ra nhỏ bé. Bốn chùm sáng quy tắc bắn ra hào quang ống ánh, để hư không vô tận mất đi màu sắc, thiên địa tiếu trừng to mắt, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Trong tử tiêu cung, Khương Trường Sinh mở choàng mắt, không đến năm hơi thời gian, Mộ Linh Lạc cũng mở mắt, gương mặt nàng lộ ra vẻ sợ hãi, vô ý thức nhìn về phía Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh chậm rãi mở miệng nói: "Là nàng ta ra tay rồi." Bạch Kỳ tựa vào trên người Bạch Long ngủ mở mắt, mơ mơ màng màng. Nhìn về phía Khương Trường Sinh. Nghe được giọng nói của chủ nhân, nàng theo bản năng tỉnh táo lại. "Nàng là ai?" Mộ Linh Lạc tò mò hỏi, đi theo cảm khái nói. "Khí tức thật đáng sợ." Ta trong khoảng thời gian này cảm ngộ thấy lực lượng vận mệnh quá yếu ớt ở cổ trước mặt khí tức này. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.